Sư cho con hỏi đề mục Kasina trắng nằm trong bài kinh nào của Tạng Kinh Pali? Thì cái đề mục Kasina trắng, Kasina trắng, quý vị Google tìm cái từ là Odapawanani. Đầu tiên ha, quý vị mở trang sutta-sencho.net. Đây, sutta-sencho.net ha. Tìm kiếm. Tìm giùm sư cái từ Odapawanani thì chúng ta sẽ có một loạt những bài kinh mà có nhắc đến Kasina trắng. Ví dụ như ở đây là Tăng Chi, nhưng mà ở đây có vẻ như đây là cái bản rút gọn, nhưng không sao. Đây, quý vị bấm lên cái màn hình này, quý vị bấm lên trên cái parallels ha, thì nó sẽ có các bản dịch ha, kéo xuống. Đầu tiên chúng ta có cái bản tiếng Anh, còn không thì có bản dịch Ngài Minh Châu, mình bấm vào. Đây. Đây là một đoạn nói về các cái địa mục Kasina ha, các cái địa mục Kasina đây này. Đấy. Này tỳ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. Đấy, trong đó có cái đề mục Kasina trắng. Nếu như mà theo lời đề nghị của Thế Tôn thì mình nói chính xác hơn, đó là đề mục màu trắng chứ không phải là đề mục Kasina. Sở dĩ mà mình làm một cái Kasina, Kasina là cái gì? Kasina là một cái tròn. Ví dụ như là mình làm một cái đĩa màu trắng đấy, một cái đĩa màu trắng rồi mình quán ở trên đó, thì đây là thuộc về các cái vị trưởng lão, các cái vị những vị tổng kết lại và kinh nghiệm, cũng như trong chú giải thì có hướng dẫn chúng ta làm như vậy thì nó dễ hơn. Còn với những vị mà đã chứng thiền đều một Kasina, đều một trắng, đều một màu trắng ở cái kiếp trước hoặc ở kiếp rất là gần, thì vị đó chỉ cần nhìn một vật có màu trắng và vật đó không nhất thiết phải hình tròn. Ví dụ như vị đó có thể nhìn một bông hoa màu trắng và vị đó tập trung vào đó, và thế là vị đó đắc thiền đều một màu trắng ha. Hoặc là nhìn bất kỳ một vật gì màu trắng, ví dụ như nhìn một hòn đá màu trắng, hoặc là nhìn một cái lông chim màu trắng, hoặc là thậm chí là trong trường hợp là một cái thiếu nữ mà cười đó, thì vì đó có thể nhìn lên cái màu trắng ở cái răng. Cho nên cái quan trọng khi mà chúng ta thực hiện cái đề mục Kasina trắng đó là gì? Chúng ta phải nắm được cái tướng màu trắng, nắm được cái khái niệm màu trắng. Đây. Nhưng mà bây giờ chúng ta rất là khó để mà có được một chúng sanh đã ở trong cái kiếp gần nhất vì đó chứng thiền đều một màu trắng. Cho nên đối với cái chúng sanh bình thường ấy, thì việc thực hành mà mình làm theo cái Kasina đó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy. Như sư nói thì không riêng gì một cái bài này mà còn rất nhiều những cái bài khác nữa. Đấy. Quý vị có thể vào để mà xem ha. Tăng Chi, Trung Bộ, Trường Bộ đều có ha.
Nhưng mà chỉ có vấn đề là cái gì? Ở trong kinh tạng á, kinh tạng, chánh tạng thì Đức Phật chỉ đề nghị là hãy tu tập biến xứ trắng. Chứ Đức Phật không có đề cập cụ thể là thực hành nó như thế nào. Thành thử muốn mà biết cái phương pháp cụ thể để thực hành như thế nào đó, một là chúng ta vào các cái thiền viện hoặc là các cái vị sư có khả năng hướng dẫn và mình học theo các vị đó sẽ hướng dẫn. Hai là quý vị đọc Thanh Tịnh Đạo, bởi vì theo Thanh Tịnh Đạo đó thì có hướng dẫn cụ thể những cái bước cần thiết để mà chúng ta có thể tu tập biến xứ trắng.